Cô chào các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con ở tiết học môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Ở tuần thứ 20, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp chủ điểm Nơi chốn thân quen, bài 3 Con đường làng, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang 18, 19. Để học tốt tiết học này, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập hai vỡ tập trắng bút mực bút chì ngồi học đúng tư thế chú ý lắng nghe cô giảng bài và thực hiện các yêu cầu cùng cô trước tiên chúng ta đi vào phần khởi động chia sẻ với bạn về con đường quen thuộc theo gợi ý tên gọi hình ảnh nổi bật và gợi ý khác ở gợi ý khác, các con có thể nói về tình cảm của mình dành cho con đường. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe về chia sẻ của hai bạn nhé. Từ nhà tới trường, em phải đi qua con đường 19 tháng 5. Con đường sạch đẹp với hai hàng cây xanh mát, không khí trong lành và mát mẻ cho em cảm giác vô cùng thoải mái. Gợi ý tiếp theo. Đường làng quê em tuy hẹp nhưng rất đẹp. Hai bên đường có hoa mười giờ phủ dài theo lối đi và có cánh đồng lúa rộng mênh mông. Em rất thích con đường này. Tương tự như cách chia sẻ của hai bạn, các con hãy chia sẻ về con đường quen thuộc với các bạn nhé. Bây giờ cô mời các con xem tranh và cho cô biết. Bức tranh có những cảnh vật gì? Si, vẻ đẹp của những cảnh vật đó ra sao? À, tranh vẽ cảnh dưới quê có con đường làng, ao cá, có nhiều người đi lại trên con đường làng. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau đọc và tìm hiểu bài thơ Con đường làng để xem con đường làng gắn bó với người dân như thế nào nhé. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 18, 19 lắng nghe cô đọc mẫu. Các con dùng ngón tay dò theo bài và có thể đọc thầm cùng cô. Con đường làng. Con đường rợp bóng tre uống mình trong nắng hạ tiếng chim rơi ngọt quá khẽ động cọng rơm vàng buổi sớm sương mơ màng mắt long lanh ngọn cỏ buổi trưa thơm cánh gió nâng bước em tới trường buổi chiều tím hoàng hôn đàn trâu về lững thững bóng trăng tròn lừng lững vắt vẻo ngọn tre già ai một lần đi xa con đường công nội nhớ, lòng luôn thầm nhắc nhở, con đường làng thiết tha. Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng. Cô vừa đọc mẫu bài thơ Con đường làng cho các con nghe, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc. Trước tiên, các con cần đọc đúng từ khó trong bài. Đối với bài thơ này, cô tìm được vài từ khó dễ phát âm sai. Khi đọc, các con chú ý dấu thanh và âm vần của những từ sau đây. Rợp Cộng rơm vàng Buổi sớm Buổi trưa Hoàng hôn Lửng thửng Lừng lựng Vắt vẻo nỗi nhớ nhắc nhở các con cùng bạn đọc lại nhé thưa cô con xin đọc lại từ khó Rộp cộng rơm vàng buổi sớm buổi trưa hoàng hôn lẫn thẩn lưng lận vắt vẻo, nổi nhớ, nhắc nhở. Ngoài những từ này ra, các con có thể tìm thêm những từ mà bản thân mình thấy khó, sau đó luyện đọc lại nhiều lần. Bây giờ các con hãy quan sát bài thơ và cho cô biết bài thơ này có tất cả bao nhiêu dòng thơ? À, bài thơ này có tất cả 16 dòng thơ. Cô sẽ đánh số thứ tự ở từng dòng thơ cho các con thấy rõ nhé. Nhìn vào bài thơ này, chúng ta thấy có 4 khổ thơ, nên ta chia ra thành 4 đoạn. Đoạn 1 Dòng thơ 1 đến dòng thơ 4 Đoạn 2 Từ dòng thơ 5 đến dòng thơ 8 Đoạn 3, từ dòng thơ 9 đến dòng thơ 12. Đoạn 4, từ dòng thơ 13 đến dòng thơ 16. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc từng khổ thơ kết hợp với giải nghĩa từ. Con đường làng. Khổ thơ thứ nhất. Con đường rợp bóng tre, uống mình trong nắng hạ. Tiếng chim rơi ngọt quá, khẽ đồng cọng rơm vàng. Ở khổ thơ thứ nhất, các con chú ý từ rợp. Rợp có nghĩa có nhiều bóng mát do được che chắn nhiều đến mức dày đặc như phủ kính cả. Đây là hình ảnh con đường rợp bóng cây. Chúng ta sang luyện đọc khổ thơ thứ hai buổi sớm sương mơ màng mắt long lanh ngọn cỏ buổi trưa thơm cánh xó nâng bước em tới trường ở khổ thơ thứ hai các con chú ý từ mơ màng mơ màng có nghĩa thấy phảng phất không rõ ràng trong trạng thái mơ ngủ hay tựa như mơ ngủ chúng ta sang luyện đọc khổ thơ thứ ba buổi chiều tím hoàng hôn đàn trâu về lững thững bóng trăng tròn lừng lững vắt vẻo ngọn tre già các con chú ý từ lững thững lững thững có nghĩa gợi tả bước đi thông thả chậm rãi từng bước một tiếp theo là từ lừng lững lừng lững rất trong tròn và đẹp các con thấy vào đêm rằm trăng rất tròn và đẹp phải không nào kế đến là từ vắt vẻo vắt vẻo có nghĩa chỉ người hay vật ở vị trí trên cao mà không có thế và chỗ dựa vững chắc Các con thấy chú gấu đang ở trên cây cao, không có điểm tựa vững chắc, ta gọi chú gấu vắt vẻo trên cây. Chúng ta sang luyện đọc khổ thơ thứ 4. Ai một lần đi xa, con đường công nội nhớ, lòng luôn thầm nhắc nhở, con đường làng thiết tha. Nguyễn Lãm Thắng. Ở khổ thơ thứ 4, các con chú ý từ thiết tha. Thiết tha có nghĩa có tình cảm thấm thiết, làm cho gắn bó hết lòng, luôn luôn nghĩ đến, quan tâm đến. Ở bài thơ Con đường làng, các con thấy mỗi dòng thơ đều có 5 chữ. Khi đọc, các con cần đọc rõ ràng với giọng điệu tình cảm, thiết tha, ngắt hơi theo nhịp 23 hoặc 32 của bài thơ Kết thúc mỗi khổ thơ, các con nghỉ hơi rồi mới đọc sang khổ thơ tiếp theo nhé. Với cách hướng dẫn của cô, cô hy vọng rằng các con sẽ ghi nhớ, đọc bài được hay hơn. Bây giờ, các con hãy cùng bạn đọc lại bài một lần nữa cho thật tốt nhé. Thưa cô, con xin đọc lại bài thơ. Con đường làng, con đường rợp bóng tre uống mình trong nắng hạ tiếng chim rơi ngọt quá khẽ động cọng rơm vàng buổi sớm sương mơ màng mắt long lanh ngọn cỏ buổi trưa thơm cánh gió nâng bước em tới trường buổi chiều tím hoàng hôn đàn trâu về lững thững bóng trăng tròn lừng lững vắt vẻo ngọn che già. Ai một lần đi xa, con đường công nội nhớ, lòng luôn thầm nhắc nhở con đường làng thiết tha. Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng. Cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc bài thơ Con đường làng, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tìm hiểu bài bằng cách trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa. Câu 1: vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng có gì đẹp? Như các con thấy trong bài thơ, tác giả có nhắc đến buổi sáng, trưa, chiều. Bây giờ, cô mời các con đọc thầm lại bài thơ Con đường làng để xem vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng có gì đẹp nhé? Ta thấy câu thơ Buổi sớm sương mơ màng, buổi trưa thơm cánh gió buổi chiều tím hoàng hôn đàn trâu về lững thững bóng trăng tròn lừng lững vắt vẹo ngọn tre già nên ta trả lời câu hỏi số một vào mỗi buổi trong ngày con đường làng có những vẻ đẹp như vào buổi sớm con đường có sương mơ màng Long lanh trên ngọn cỏ. Vào buổi trưa, con đường có gió thổi thơm. Vào buổi chiều, đứng ở con đường làng có thể nhìn thấy hoàng hôn tím, có đàn trâu về lững thững, trên đường có bóng trăng tròn vắt vẻo trên ngọn tre. Như vậy, vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng có những nét đẹp riêng khác nhau nhé các con. Bây giờ Chúng ta sang câu hỏi số 2. Em thích con đường làng trong bài thơ vào buổi nào nhất? Vì sao? Ở câu hỏi này, các con sẽ trả lời theo cảm nhận của mình về bài thơ. Cô có một số gợi ý trả lời như sau. Em thích con đường vào buổi sáng nhất vì không khí trong lành Em thích con đường vào buổi trưa nhất vì con đường có hương thơm cánh gió. Em thích con đường vào buổi chiều vì con đường nhậm màu tím hoàng hôn rất đẹp. Tương tự như gợi ý của cô, các con thích con đường nào cũng được, miễn sao các con nói được lý do vì sao mình thích con đường đó là được. Chúng ta sang câu hỏi số 3. Trong khổ thơ thứ ba tiếng cuối các dòng thơ nào có vần giống nhau? Để trả lời được câu 3, chúng ta cùng xem lại khổ thơ 3 nhé. Ta thấy dòng thơ Đàn trâu về lững thững có tiếng cuối là tiếng thững dòng thơ bóng trăng tròn lừng lựng, có tiếng cuối là tiếng lựng. Cả hai tiếng cuối của dòng thơ đều có vần ưng giống nhau. Nên ta trả lời, trong khổ thơ thứ ba, tiếng cuối các dòng thơ đàn trâu về lửng thững và bóng trăng tròn lừng lựng có vần ưng giống nhau. Tiếp theo là câu 4. Câu thơ nào thể hiện tình cảm của tác giả với con đường làng? Để trả lời câu 4 cho chính xác, chúng ta xem lại bài thơ. Ta thấy câu thơ: Ai một lần đi xa, con đường công nỗi nhớ, lòng luôn thầm nhắc nhở, con đường làng thiết tha. Vì thế, ta trả lời, câu thơ thể hiện tình cảm của tác giả với con đường làng là: Ai một lần đi xa, con đường công nỗi nhớ, lòng luôn thầm nhắc nhở, con đường làng thiết tha. Như vậy các con thấy, trong bài thơ, tác giả rất yêu quý con đường mà mình đã từng gắn bó thân quen phải không nào? Cuối cùng là yêu cầu học thuộc lòng hai khổ thơ em thích. Bài thơ Con đường làng có bốn khổ thơ Với yêu cầu này, các con hãy chọn ra hai khổ thơ mà mình yêu thích Sau đó học thuộc lòng cho cô nhé Cô và các con vừa đọc và tìm hiểu xong bài thơ có nội dung Vào mỗi buổi trong ngày, con đường làng có những vẻ đẹp khác nhau Ai đi xa cũng luôn nhớ về con đường mình luôn gắn bó Bây giờ, Cô và các con sẽ cùng sang phần hoạt động cùng sáng tạo nhé. Con đường mong ước. Cùng bạn hoàn thành các câu sau. Mình thích con đường có chấm chấm chấm. Theo mình, con đường đẹp là chấm chấm chấm. Mình mong con đường mình đi học sẽ chấm 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 bây giờ cô mời các con điền thêm các cụm từ để hoàn thành các câu trên nhé các con đã hoàn thành xong rồi thì hãy nhìn lên màn hình xem thêm các gợi ý của cô gợi ý thứ nhất mình thích con đường có hai hàng cây xanh mát đây là hình ảnh con đường có hai hàng cây xanh mát gợi ý thứ hai theo mình con đường đẹp là con đường có nhiều hoa đây là hình ảnh con đường có nhiều hoa rất đẹp phải không nào các con mình mong con đường mình đi học sẽ luôn sạch đẹp sau đây cô xin giới thiệu với các con vài con đường đẹp ở nước ta đây là con đường làng quê ở nước việt nam hai bên là cánh đồng lúa vàng và hoa mười giờ còn đây là con đường cây xanh ở trà vinh đây là đường đèo ở hà giang và đây là đường rẽ biển ở phú yên rất đẹp phải không nào các con? Các con thấy đó, con đường giúp chúng ta đi lại từ nơi này sang nơi khác. Để con đường thân quen luôn đẹp mãi, các con cần biết yêu quý và có ý thức giữ gìn vẻ đẹp của con đường bằng cách không xả rác, không làm ô nhiễm môi trường. Ở nhà, các con luyện đọc lại bài thơ nhiều lần, học thuộc lòng hai khổ thơ mà mình yêu thích. Tập trả lời lại những câu hỏi trong sách giáo khoa, sau đó chép bài vào vở. Và đừng quên chuẩn bị trước bài cho cô từ chỉ sự vật, dấu phẩy, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang 20. Tiết học của cô trò chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.